xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 12 tháng 9 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, dưới tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, bị nén bởi bộ phận không khí lạnh yếu ở phía Bắc kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt trong ngày mai trên toàn miền Bắc được dự báo sẽ không cao. Khu vực Trung Du và vùng núi chỉ vào khoảng là 28-30 độ, còn ở đồng bằng thì mức nhiệt là 30-32 độ. Không chỉ gây mưa cho các tỉnh thành phía Bắc mà rãnh áp thấp bị nén cũng là tác nhân gây mưa dông ở khu vực phía Bắc của miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đêm nay và chiều tối mai. Đồng thời nó cũng góp phần khiến cho nền nhiệt ngày mai ở ba tỉnh này giảm nhẹ, hầu hết chỉ ở ngưỡng là 31-33 độ. Còn với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, mưa ít hơn, chủ yếu chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào thời điểm chiều tối. Còn trong ngày thì trời tiếp tục nắng ráo và nhiệt độ phổ biến là 33-36 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày gần đây thường xuyên xuất hiện mưa dông mạnh về chiều và tối. Dự báo trong chiều và tối mai ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục lặp lại những cơn mưa. Trong đó, phần phía Nam của Tây Nguyên cũng như là hầu khắp khu vực Nam Bộ đều có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Mưa sẽ xuất hiện sớm nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ không cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cũng chỉ khoảng 30-33 độ. Thưa bà con, theo quy luật hàng năm, cứ vào tháng 7 âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Mekong tràn về các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng năm nay đã gần hết tháng 7 mà nước vẫn chưa về. Năm nay lũ về muộn, dự báo đỉnh lũ cũng thấp hơn trung bình nhiều năm. Lũ nhỏ nhưng vùng hạ nguồn sẽ phải đối phó với chiều cường lớn hơn. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, từ nay đến cuối năm, đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuất hiện 4 đợt chiều cường. Cụ thể, đợt chiều cường đầu tiên sẽ xuất hiện từ 18-21 tháng 9. Do đó, các địa phương cần chủ động ứng phó với chiều cường. Các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn do các cơ quan chuyên ngành cung cấp và thông tin để chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động gia cố, nâng cấp bờ bao thấp, không đảm bảo cao trình, bờ bao hở chưa khép kín, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đối với những diện tích xuống giống trễ. Đối với diện tích vườn cây ăn trái, yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao và diện tích vườn cây ăn trái vùng có nguy cơ bị ngập lũ, gia cố, tôn bao các đoạn đê, bờ bao thấp yếu có nguy cơ xảy ra tràn, vỡ, sạt lở ở các vùng có nguy cơ ngập lũ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất là 22-25 độ, cao nhất ở ngưỡng là 28-31 độ và độ ẩm trung bình từ 85-90%. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất đạt ngưỡng 29-32 độ. Độ ẩm trung bình là từ 85-90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác tập trung chính vào chiều tối và đêm. Phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất là 30-33 độ, phía Nam 33-36 độ, với độ ẩm trung bình là 83-88%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ và cao nhất tại phía Bắc là 33-36 độ, phía Nam phổ biến dưới 34 độ, độ ẩm trung bình từ 75-85%. Tây Nguyên, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất là 28-31 độ và độ ẩm trung bình từ 83-88%. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất là 30-33 độ, có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình là từ 82-87%.
Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.